qua rồi năm tháng theo mộng ngàn mơ, nỗi nhung nhớ bao đêm hồn thẫn thờ, say tim giấc mơ thần thiên nay vòng tay khát khao đợi chờ, hơi ấm một trời hạnh phúc vô bờ, bên nhau vai ấm vai. Chỉ còn tiếng đôi tim khẽ rung nhạc cõi tiên. Qua rồi năm tháng theo mộng ngàn mơ, nỗi nhung nhớ bao đêm hồn thân say tim giấc mơ thần tiên, nay vòng tay khát khao đợi nồng chờ, nát hơi ấm một trời hạnh phúc sát bên nhau vài em. Ta dìu nhau lướt trên trời cao, nghe tim hồng rực cháy, không gian dường như lắng yên, chỉ còn tiếng đôi tim khẽ rung nhạc cõi tiên. Qua rồi năm tháng theo mộng ngàn mơ, nỗi nhung nhớ bao đêm hồn thẫn thờ, say tim giấc mơ thần tiên, nay vòng tay khát khao đợi chờ, hơi ấm một trời hạnh phúc vô bờ, bên nhau vai ấm vai. Ta dìu nhau lướt trên trời cao, không gian dường như lắng yên, chỉ còn tiếng đôi tim khẽ rung nhạc cõi tiên. Biết nhau
Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm trời xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông 10 giờ, bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguy ngương mơ ước ngày nên đôi. Sắc son bạc đầu gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Bên anh trai cũng xuống đây để một gia của châu gái sinh em về để. Cao cao cao, bà Nguyên ở xa xa xa,
tình duyên đôi ta. Thương nhau đã bao năm qua, ta thầm mơ ước ngày lớn sẽ qua. Thương em nớt na xinh xinh, tươi thắm thắm như chi hồng. Chi hồng theo phụng theo lông, theo màu áo cưới thắm duyên đôi mình. Cũng xin phép trình bày là với hai họ bên đàn trai hôm nay có qua lễ với bên nhà gái. Bốn quả thì gồm có hai quả trái cây, một quả bánh, một quả trà lụ. Và phần thứ ca thì gồm có một chiếc kiềng, cho một cái vòng tay, bắt tay, phải không? Vòng tay, kiềng tay, kiềng tay. Có như một bằng nhẫn, và tiền thông dụng đó là 6 triệu đồng. Cũng xin trình với bên nhà gái mình. Làm sao